Hello cả nhà hello. Welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Đây là cái bữa sáng chủ nhật đây. Cái bầu không khí trong cái greenhouse của em để em sơ lược cho bà con mình xem đó nha. Thì có tắt chân Tết. Thì sáng giờ này thì thường tụi em tưới là em tưới giờ này buổi trưa. Tại mùa đông mình phải tưới vào buổi trưa thì nó mới cây nó mới an toàn cho nó ấm. Thì để em đảo sơ cho cái pollen của em rất là đẹp, đang xâm xê ra hoa đỏ đây. Nó ướt em không có lên được. Ok, nói tóm lại thì để đảo sơ một cái buổi hệ sinh thái buổi sáng trong cái khu vườn mình. Không vô được nữa là tại vì nước. Nước nhiều lắm. Đang tưới á. Ok, cái clip này là để nhắc với bà con ở vùng Dallas Fort Worth ở Texas nói chung đó nha. Thứ bảy tuần sau có 10 độ F á, có nghĩa là trừ thiệt là nhiều độ C. 10 độ F. 10 độ F em nghĩ chắc trừ khá đó, tại vì 32 độ là 0 độ C rồi. Không, trừ gần 20 độ C, độ F á, độ C. Thì anyway bà con mình, em nhắc cho bà con mình, nếu ai có cây đó thì nhớ đem vô. Còn không nữa thì mình phải tạo điều kiện cho cái greenhouse hoặc là cái patio mình nó có sự sống cho cây nha bà con. Tại vì quá lạnh, nhiệt độ xuống 10 độ F là mình phải gọi là cực kỳ lạnh, chứ không phải là lạnh đơn giản đâu, không phải dẫn chơi đâu. Thì ai có heat xài heat, ai có bao nhiêu heat propane hay là tất cả những loại heat gì đó mình có thể mình xài, mà cầm cự được khoảng chừng 2 đêm là ok rồi. Thì em đảo sơ hệ sinh thái của em trong này. Thì tất cả những loại cây đều sống, trừ ra những loại cây, ví dụ cây ớt mà mình đem vô thì nó không chịu lạnh lắm đâu. Rồi tất cả cây em đem vô nó cũng vẫn phát triển bình thường nha. Mà không những phát triển mà lại còn tốt nữa chứ. Đó, đây là cái hệ sinh thái mà mình sinh hoạt, mình tưới trong này đây. Thì thường tụi em tưới buổi trưa, giờ tưới cái lượng nước khá là nhiều để cho cây nó phát triển, tại vì tuần sau lạnh không có thể tưới được. Đây là những cây nhãn mà bung tược thấy thương luôn, trái hết rồi, bây giờ nó bung tược. Mẫu cầu xiêm ra đậu trái nhiều, ra hoa tiếp tục, vẫn ra nhiều lắm. Hình như là nó hợp với cái bầu không khí trong này. Thì cũng may mắn là mình được một cái hệ sinh thái. Em chưa có đi qua được mấy anh đi, đây là chỉ có cái đường hẻm trong này để em đi thôi. Thì tất cả những loại cây rất là healthy. Thì em nhắc lại cho bà con mình, thì tuần sau bắt đầu thiệt là lạnh đó. Thì nếu bà con mình có cây còn ở ngoài hoặc là greenhouse chưa có heat thì chuẩn bị nha bà con, để không trở tay kịp đâu. Tôi đứng nhìn cái góc bên kia đã hơn. Ra vô hơi khó khăn, hơi chật chội chút. Ok, em đảo sơ cái thì nhắc bà con mình đó, chuẩn bị tinh thần nha, tuần sau thiệt là lạnh. Ok, em nhắc cho bà con mình chuẩn bị đó. Ok, em xin tổng chào, hẹn clip kế tiếp.